là đại sứ giải chạy hát marathon tự hào tổ quốc tôi do báo người lao động tổ chức, nghệ sĩ chủ tịch câu lạc bộ Gôn G81 miền Nam, Bình Minh cho biết bản thân đang có những bước tiến mới trong thể thao. Mới đây, diễn viên Bình Minh chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của hãng gạch PXG Đình Đám. Anh có ngoại hình sáng cùng chiều cao siêu mẫu và kinh nghiệm diễn xuất trước ống kính dài dặn. Chính vì thế, vị trí đại sứ này không hề làm khó chàng diễn viên điện trai. Nghệ sĩ chủ tịch câu lạc bộ tám G81 miền Nam Bình Minh cho biết trở thành đại sứ giải hát Marathon tự hào, tổ quốc tôi do báo người lao động tổ chức, một lần nữa chứng minh sự lựa chọn của anh với con đường thể thao hoàn toàn đúng đắn. Nghệ sĩ chủ tịch câu lạc bộ tám G81 miền Nam Bình Minh nhận định, giải hát Marathon tự hào, tổ quốc tôi do báo người lao động tổ chức, diễn ra ngày 20 và ngày 21 tháng 4, là tuyệt đẹp bởi cung đường thi đấu chính nằm trên địa bàn xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, xã Anh Hùng trong hai cuộc kháng chiến cứu nước nơi có hai địa danh lịch sử nổi tiếng là khu di tích láng le bầu cò và khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân 1968. Bởi lẽ, đó là cung đường chạy mới đồng thời chứa đựng nhiều ý nghĩa lịch sử với mỗi người dân Việt Nam. Bình Minh xin chào tất cả quý vị khán giả. Vâng, trước đây thì Bình Minh đã đam mê thể thao rồi, cũng có bơi lội, cũng có chạy bộ, đá banh và gốp. Thời gian gần đây nhất thì mình chuyên sâu về gốp nhiều hơn. Cho nên về để cho chuẩn bị cho giải chạy này thì Tại vì như các bạn cũng biết chạy thì nó tốn rất nhiều thể lực đúng không ạ Và đặc biệt là chạy đường dài thì cần sức bền nữa Cho nên để chuẩn bị cho giải chạy này Mặc dù trước đó cũng đã có chơi thể thao rồi Nhưng không thể không chuẩn bị cho giải chạy này được Thì bây giờ là mỗi một buổi sáng ấy, Thì mình đặt ra một cái một cái chỉ tiêu cho mình Là 3km, 5km và 7km Nhưng mà chạy từ 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 thôi chứ không phải chạy nước rút Để làm gì để chuẩn bị cái nền tảng thể lực được sức bền Để khi vào ngày 21 tháng 4 này thì sẵn sàng bước vào đường đua Thực ra với giải chạy hát Marathon này thì mình cũng như tất cả anh chị em nghệ sĩ cũng mong muốn lan tỏa cái tinh thần Tinh thần yêu thương, tinh thần đoàn kết và chia sẻ thông qua giải chạy Thành ra là với mục đích để đặt ra chỉ tiêu giải chạy này hầu như là mình không đặt ra mục tiêu giải chạy Mà mình chỉ nghĩ rằng là thôi sẽ cố chạy được bao nhiêu thì chạy Xong đó cái quan trọng nhất là được giao lưu gặp gỡ với tất cả mọi người Hàng ngàn vận động viên sẽ xuất phát từ khu truyền thống mậu thân 1968 qua tuyến đường Thế Lữ, rập sắc cờ tổ quốc, qua đường D số 2, đường Tân Long, cầu Tân Nhật, đê Bà Tể, khu di tích láng le, bào cò và về đích tại nơi đã xuất phát, khu truyền thống mậu thân 1968.